chơi chứ có biết gì đâu. Đợn các bạn ơi, đang tập móc, đang tập móc với em gà mà giống như là sao ta, nước đổ đầu vịt gì đó. Lòng bạc lít bê tông á, đã gia công sấy trái rồi, bảo quản như thế nào để cho nó không xét, hoặc là cốt cam bảo quản như thế nào không xét. Thì có một bạn là nhắn tin bên Facebook của mình á, là bạn ấy không biết bảo quản đó, cái bắt đầu cái về đẩy trái bê tông á, là không có trơn tru á, tại vì á, trái bê tông mới á, mình bỏ vô á, là nó vậy thôi, đẩy mạnh nó mới ra đó. Sau đó là mình chừng nào mình gáp, mình vệ sinh, mình rửa sạch sẽ này kia đó, bạn đó mới không biết là thấy hơi nặng nặng quá, rồi bạn đó bắt đầu là mới đổ nước vô đó. Mà mình nói với các bạn như thế này đây, cái đồ gia công rồi á, đồ tiện á, đồ gia công, đồ tiện sấy nồng này kia là tránh cái trường hợp là các bạn là không được đổ nước vào đó đó. Cái thứ nhất á, là các bạn sẽ bảo dưỡng, ủa bảo quản về cái phần đó, thứ nhất là có nhớt này kia, nhớt mới á, các bạn tha vào đó đó. Còn cái đấy, cái cách thứ hai á, là các bạn phải vệ sinh là để khô luôn đó. Thì cái lúc mà mình gửi đồ cho các bạn, mình bán mình gửi đồ cho các bạn á, là mình đã vệ sinh khô cho các bạn, về là các bạn chỉ bảo quản nơi thoáng mát này kia thôi, chứ không có được mà đổ nước vô. Đồ gia công đồ tiện các bạn đổ nước vô là xét hư hết đó. Như là đồ mình vô đây nè, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nè. Đây thì đồ gia công nè đó, cho anh em á, là mình bảo quản như thế này, nơi thoáng mát. Cái thứ nhất á, là bảo quản khô. Bảo quản khô có nghĩa là đừng có thay gì vô, nhưng mà phải để nơi thoáng mát, đừng có trong tủ này kia đó. Như là mình bỏ ở trong đây chứ mà cái cửa phòng mình vẫn mở 24 trên 24, chắc tối là mình mở đèn này kia cho nó ok nha anh em đó, chứ không phải mà mình để đại vậy. Thứ hai nữa là anh em á, là sẽ tha nhớt vào những cái lồng này hoặc là những cây cốt cam nè, như là cây cốt cam này kia nè, thấy không? Lúc mình gửi đồ cho anh em á, thì về á, là anh em á, nhiều khi á, những anh em mà người ta gấp liền á, là mình không có tha nhớt cho anh em, là mình vệ sinh khô thôi đó, mình vệ sinh khô cho anh em đó, để về cho anh em gáp liền này kia đó. Còn những anh em nào mà để lâu khoảng tuần này kia thì mình sẽ tha nhớt cho anh em. Nhưng mà khi mà lúc vận chuyển bên đây mình tha nhớt cho anh em á, là lúc mà shipper người ta vận chuyển á, là nhớt nó xuống cái thùng á anh em ơi, xuống mấy cái thùng giấy nè, tuy mình bọc ở ngoài băng keo này kia kỹ lưỡng, nhưng nó sẽ gây ra ướt thùng giấy, ướt thùng giấy này kia, rồi nhiễu tùm lum tà la, nhiều khi á, lu bu lắm đó. Nên là thường thường á, là mình gửi cho anh em là mình gửi khô đó, khô khô giống gì đó. Hiện tại mình bảo quản nè, anh em thấy khô này không, mình đâu có tha nhớt đâu, thấy không? Nhưng mà không xét những cái lò lòng, những cái lòng này là mình gia công trước cách đây khoảng 2 tuần nè. Còn những cái hàng này bên này á, dưới bên bển á, là mình mới gia công nha đó. Nói chung á nè, anh em thấy nè, như cây cốt cam này nè, mình về á, mình bán mình nhiều khi mình để lâu này kia là mình có thay nhớt vô nè, anh em thấy không nè, thấy không, ướt nhem nè, thấy không đó, bảo quản nhớt đó. Thứ nhất là bảo quản bằng nhớt, còn không thôi á là mình để khô luôn đó, nhưng mà đồ phải để nơi thoáng mát này kia đó. Còn anh em mà để trong những nơi ẩm mốc này kia, những nơi nào mà ví dụ như là tủ anh em đóng lại nó ẩm á, thì nó cũng gây ra cái tình trạng là sét nữa nghe anh em. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện bịt khẩu trang á, nói chuyện muốn khùng luôn, giờ mở khẩu trang ra coi đó, là nó gây ẩm này kia, ẩm thấp á, nó sẽ sét của anh em đó. Cái thứ hai là về đừng có đổ nước vô. Như cái em trai nãy là đổ nước vô, không biết á, đổ nước vô, nhưng mà giờ mà lúc mà anh em rút đổ nước vô rồi á, anh em á, là không có vệ sinh lại kỹ đó, không có lau chùi sạch sẽ này kia, rồi cái là em trai đó mới phát hiện sớm là nước nước nó còn đọng ở trong á, nó bị sét đó, phát hiện sớm nên là lau chùi lại, nên là trái bê tông với cái nòng vẫn bóng lại bình thường. Nếu mà phát hiện trễ á, là đem cái nòng nó đi sấy luôn đó, bỏ trái bê tông kia luôn à. Tại vì nước á, là nó sét dữ lắm. Đầu tiện thứ nhất là các bạn á, đồ gia công các bạn bỏ khô đó, lên 54, 56, 58 thì không cần biết, 62 gì đó, thì để cái nồng thứ nhất là khô, nhưng mà để những nơi nào mà không ẩm thấp đó. Còn thứ hai á, còn mấy á, là nhớt này kia, nhớt mới này kia, kiếm cái chỗ nào mà thoáng mát này kia. Như trong phòng mình á, là mỗi lần á, là ấy là đèn mình tối luôn, lúc nào mình cũng bật hết trơn nghe anh em, bật lên á, để cho nó đừng có ẩm này kia, nó cho nó ok. Rồi cái đây là chia sẻ cho anh em á, là cái cách mà bảo quản đồ ha, để đồ tiện này kia mà anh em về bảo quản không đúng á, hư đồ hết trơn đó. Như nè, như cái lồng này nè, là lồng ếch tăng đa khô luôn nè, thấy không đó, là không, anh em thấy là đâu có xét đâu, thấy không? Ếch tăng đa nè, lồng này là lồng 110 đóng số 49 nè đó, còn ếch tăng đa luôn nè, mình để khô luôn nè, thấy không đó. Lúc ở trong nhà sản xuất, cái lồng này là trong nhà sản xuất người ta đưa qua cho mình vậy là khô luôn nè, thấy không? Mà từ nhà sản xuất mà qua tới mình, qua biết bao nhiêu mà đại lý mới tới mình, đúng không? Mà biết bao nhiêu lâu mà cái nồng vẫn ok nè, người ta bảo quản khô luôn nè, anh em thấy không? Nó khô luôn, không có miếng sét luôn, thấy không? Tới tay mình là rất có một thời gian rất là lâu rồi đó. Đó chứ không phải mà ấy đâu.
từ cái công ty, ví dụ như từ cái công ty sản xuất ra cái nồng này, người ta mới phân phối ra cái đại lý lớn, đại lý cấp 1, rồi sau đó nó qua đại lý cấp 2, cấp 3, cấp 4, rồi bắt đầu là mới tới mình. Là biết bao nhiêu lâu, anh em thấy là lâu lắm mới tới mình đó, mà cái nồng vẫn ok, sáng bóng đàng hoàng, đâu vấn đề gì đâu, thấy không? Đó là bảo bảo quản khô hay gì á là nó sẽ ok đó, nhưng mà để nơi nào mà đừng ẩm thấp nha anh em. Đó này bụi nè, thấy không, quét ngang cái hết nè, anh em thấy khô nè, đâu có miếng nhớt nào đâu, thấy không? Đó, không có nhớt luôn, trừ khi nào mà mình đem cái nồng này sấy lên. Thứ nhất là mình về cũng là bảo quản khô, mình vệ sinh lại ở tiệm những cái nồng mình bán, mình vệ sinh khô lại cho anh em hết trơn đó. Cái thứ hai còn mấy là mình đổ nhớt vô những cái tiệm đó, nó nhớt mới này kia mình tha vô, nhưng mà thường thường là mình để khô không anh em ơi. Đó, khô không ít nào mình ấy nhớt lắm. Rồi đây là cách chia sẻ cho anh em ha, để anh em bảo quản nha. Giờ đừng có đổ nước vô nha, đồ tiện nó, đồ tiện, đồ sắt, đồ bằng gì, nói chung là đồ cơ khí đó, bằng thép này kia mà anh em đổ đổ nước vô là trời ơi, inox còn sét nữa chứ đừng nói mà ba cái đồ gia công. Rồi ok, vậy chúc anh em là bảo quản đồ ok nha, đừng có để tùm lum tà la rồi sét hư hết nha. Tạm biệt anh em.